Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng trên VTC14. Như thường lệ, trước khi đến với những tin tức cập nhật về tình hình giao thông trên cả nước, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi số liệu về tình hình tai nạn giao thông từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm 2017 do Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 76 vụ tai nạn giao thông, làm chết 56 người, bị thương 63 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 72 vụ, làm chết 55 người, bị thương 60 người. Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 1 người, bị thương 3 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đường bộ của Cục và các địa phương đã kiểm tra xử lý 7.538 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tối ngày 1 tháng 10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường D10, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, khiến một người phụ nữ đang mang thai bầu 2 tháng tử vong tại chỗ, hai người khác trong tình trạng nguy kịch. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ tối khi xe máy mang biển kiểm soát 59T1-20127 do hai thanh niên chở nhau lưu thông trên đường D1 hướng từ quốc lộ 13 và trong khu dân cư Việt Sinh. Đến phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 59I1-93326 do người đàn ông chở theo vợ là chị Đỗ Thu Phương Hoàng, sinh năm 1982, ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh, ngồi phía sau điều khiển từ trong hẻm ra đường D1. Sau va chạm, chị Hoàng ngã ra đường và tử vong tại chỗ. Người chồng cùng với một thanh niên phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Thấy bạn và đôi vợ chồng nằm bất động, thanh niên còn lại đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Theo người nhà nạn nhân cho hay, chị Hoàng đang mang thai tháng thứ 2 thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Tại Bình Dương, một chiếc xe container sau khi tông thương vong hai bố con đã bỏ chạy, bị người dân truy đuổi gần 1 km thì mới chịu dừng lại. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút tối ngày 1 tháng 10 trên đường DT743, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Xe máy mang biển kiểm soát 59L2-09608 do người đàn ông chở theo con trai tên là Võ Hoàng Lâm, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Va chạm với xe container mang biển kiểm soát 51C65515 khiến hai bố con bị ngã ra đường. Bé Lâm bị bánh xe container cán qua người tử vong tại chỗ. Riêng người bố may mắn thoát nạn. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe container đã nhanh chóng lái xe để bỏ trốn, nhưng bị người dân truy đuổi gần 1 km thì mới chịu dừng lại. Tài xế ngay sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tại hiện trường, thi thể bé Lâm nằm bên cạnh chiếc xe máy, xe container cách hiện trường vụ tai nạn một đoạn khá xa. Vào sáng ngày 2 tháng 10, tại trạm thu phí Tuyến Tránh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, lại xảy ra tình trạng tài xế dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm. Lý do các tài xế cho rằng trạm thu phí đặt trên quốc lộ 1 ở xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, cách Tuyến Tránh 10 km khiến họ bức xúc. Vào khoảng 7 giờ sáng ngày hôm nay, một số lái xe lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ Bình Thuận đi thành phố Hồ Chí Minh đã dùng tiền mệnh giá nhỏ từ 200 đến 500 đồng để mua vé khi qua trạm thu phí Tuyến Tránh thành phố Biên Hòa, đặt tại xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, khiến giao thông qua đây bị ùn ứ, kẹt xe nghiêm trọng. Phần lớn là tài xế các xe chở công nhân thường xuyên qua trạm và đây cũng là loại xe đang chịu mức phí cao nhất hiện nay. Khi thấy lái xe dùng tiền mệnh giá nhỏ, trạm thu phí đã lập tức cho xe qua mà không cần mua vé để giải tỏa giao thông. Khoảng 10 phút sau, giao thông nơi đây đã bình thường trở lại. Trong vòng một thoáng qua, đây là lần thứ 3 trạm này xuất hiện tình trạng dùng tiền lẻ để mua vé và buộc chủ đầu tư phải xả trạm nhiều lần. Tình trạng xuống cấp trầm trọng tại các điểm giao cắt đường ngang quá dốc và hệ thống chiếu sáng chưa được lắp đặt là những bất cập lớn về hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Những bất cập này cũng chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn trong thời gian qua. Đây là những hình ảnh tại điểm giao cắt giữa quốc lộ 1A với đường vào tổ dân phố Hà Thanh 1, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa. Sau khi hoàn thành tuyến quốc lộ, chủ đầu tư đã hoàn trả lại mặt đường. Tuy nhiên, do việc thi công kém chất lượng nên hiện nay khu vực này đã có hiện tượng nứt gãy, một số vị trí lún sâu tạo thành ổ gà trên đường. Theo yêu cầu thiết kế kỹ thuật thì làm nó chưa đảm bảo mà nó sẽ gây mất cái an toàn giao thông cho người tham gia giao thông. Thì chúng tôi cũng đã có làm việc với nhà đầu tư và họ cũng hứa là sẽ khắc phục. Thì đến hôm nay thì cũng đã qua là 2 tháng rồi, những cái hạn chế đề nghị khắc phục thì cũng chưa được là nhà đầu tư là khắc phục.
Còn trên tuyến tránh quốc lộ 26 qua địa bàn các xã Ninh Bình và Ninh Quang, dù mới chỉ đưa vào sử dụng hơn 3 tháng nay, nhưng đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. Do đường nhánh quá thấp so với tuyến tránh, phương tiện phải tăng ga để lên dốc. Khi bất ngờ gặp phương tiện khác đi tới thì không thể xử lý kịp nên dẫn đến hậu quả chết người. Theo ghi nhận, toàn tuyến tránh hiện có đến 8 điểm giao cắt giữa đường ngang với đường tránh. Đường cổ liên xã nó đi trong 4 xã. Là cái thứ nhất là học trò và cái thứ hai nó rất là trở ngại vô cùng. Do đó cho nên trước tiên là làm cái độ dốc cao, tôi yêu cầu làm cái độ dốc cho nó bình lên rồi phải có đèn xanh đèn đỏ ở đây. Cái đường đi ngang qua cái tuyến tránh này là chủ yếu là đường ruộng mà được giải tỏa từ cái đồng ruộng, cho nên là ánh sáng từ nhà dân thì rất là thưa, cho nên là để nó đây là một trong những cái tác nhân gây ra cái tai nạn giao thông của cái tuyến tránh quốc lộ 26 này. Tại kỳ hôm nay tôi xin có một cái đề xuất kiến nghị là cần phải đầu tư sớm cái hệ thống điện chiếu sáng của cái tuyến tránh quốc lộ 26. Trước những kiến nghị của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, vừa qua chủ đầu tư tuyến tránh quốc lộ 26 đã thực hiện vút dốc các vị trí giao cắt nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông. Đối với việc đầu tư hệ thống chiếu sáng cho tuyến đường, do không nằm trong thiết kế của dự án nên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu kiến nghị của thị xã để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 giai đoạn 2016-2020. VinFast vừa công bố 20 mẫu thiết kế cho dòng xe sedan và SUV. Các mẫu này đều do 4 studio thiết kế nổi tiếng trên thế giới đảm nhận. VinFast cho biết sẽ tuyển chọn kỹ lưỡng để tìm ra mẫu xe sang trọng, hiện đại và đồng thời phù hợp với thị hiếu và nhu cầu thị trường Việt Nam để đưa vào sản xuất. 4 studio thiết kế nổi tiếng gồm Pininfarina, Giacato, Torino và Isto Design. Đây đều là những tên tuổi đã sáng tạo nên những mẫu xe huyền thoại của các hãng như là Audi, Bentley, Ferrari. Các studio đều tìm ra cách đưa ra các biểu tượng Việt Nam và thiết kế một cách tự nhiên, độc đáo như là mẫu xe lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang hay là mẫu xe lấy sự cảm hứng từ sự chuyển mình tràn đầy năng lượng của đất nước và con người Việt. Sau khi công bố 20 mẫu thiết kế, tập đoàn Vingroup cũng khởi động cuộc thi bình chọn mẫu ô tô được yêu thích nhất. Thưa quý vị và các bạn, trong lần thứ 3 thực hiện thì ngày không xe hơi, Hội đồng Nhân dân thành phố Paris cho biết toàn thủ đô của nước Pháp đã giảm được 25% mức độ ô nhiễm không khí. Được biết, kể từ năm 2015, Kinh đô Ánh Sáng đã chọn chủ nhật đầu tiên của tháng 10 để phát động và thực hiện ngày không xe hơi. Đây là lần thứ 3 thủ đô Paris tổ chức ngày không xe hơi, nhưng là lần đầu tiên Kinh đô Ánh Sáng cấm các loại xe cơ giới gồm ô tô, xe máy và xe tay ga từ 11 giờ đến 18 giờ ngày hôm qua mùng 1 tháng 10. Theo đó, các phương tiện giao thông công cộng, xe cấp cứu, cứu hộ và khắc phục sự cố, taxi vẫn được phép hoạt động nhưng chỉ được chạy với tốc độ tối đa 30 km/h. Khu vực chịu lệnh cấm trên là toàn bộ khu vực nội thành Paris. Chiến dịch ngày không xe hơi được thị trưởng Paris Anne Hidalgo phát động từ năm 2015 được xem là một phần quan trọng trong cuộc chiến chống ô nhiễm không khí. Năm ngoái, trong ngày không xe hơi, Paris chỉ cấm xe hơi trong 45% địa giới, còn năm nay cấm trong toàn bộ nội thành. Thật tuyệt vời, giá mà ngày nào cũng như ngày hôm nay. Tôi đã đạp xe một vòng quanh Paris, tận hưởng nhịp sống chậm và quý giá. Hôm nay đúng là một món quà tuyệt vời. Mặc dù vẫn tồn tại những ý kiến trái chiều, song thị trưởng Hidalgo vẫn đưa ra một kế hoạch dài hơi, đó là xây dựng 700 km tuyến đường dành cho người đi xe đạp trong thành phố từ nay đến 2020. Tiếp theo sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết vừa xây dựng kế hoạch chạy tàu Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 với 3 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3 năm 2018 trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Trong dịp này sẽ tổ chức chạy 15 đôi tàu khách thống nhất và 2 đôi tàu Sài Gòn Quảng Ngãi, Sài Gòn Quy Nhơn. Ngoài ra, tiếp tục chạy các tàu khách khu đoạn như tàu NA1, NA2, SE35, SE36 giữa Hà Nội Vinh và tàu SNT1, SNT2 giữa Sài Gòn Nha Trang, SPT1, SPT2 giữa Sài Gòn Phan Thiết. Đáng chú ý, trong giai đoạn nghỉ Tết từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 2 năm 2018, các đường sắt sẽ tổ chức chạy thường xuyên 7 đôi tàu giữa Hà Nội, Sài Gòn để phục vụ hành khách đi lại thăm người thân.
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa duyệt đề xuất dự án nạo vét tuyến sông Tắc quận 9 và xây dựng mới cầu Trường Phước thay thế cầu cũ trên đường Long Thuận theo hình thức đối tác công tư hợp đồng BT. Dự án sẽ góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông của thành phố, kết nối mạng lưới giao thông đường thủy, phục vụ công tác vận tải hàng hóa, giảm áp lực cho hệ thống giao thông đường bộ đang quá tải, đồng thời rút ngắn lộ trình vận chuyển hàng hóa từ khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai và ngược lại. Ngoài ra, dự án sẽ tạo khả năng liên kết giao thông trực tiếp giữa Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh, giảm bớt mật độ chạy tàu trên sông Sài Gòn và rút ngắn được hành trình, tiết kiệm chi phí vận tải và tận dụng lợi thế của các tuyến đường thủy. Dự án được thực hiện từ năm 2017 đến năm 2019. Nhằm cạnh tranh với xe chở khách như Grab, Uber, thời gian qua, nhiều hãng taxi Việt triển khai ứng dụng gọi xe công nghệ. Tuy nhiên, do phần mềm bất tiện, giá cước đắt, taxi công nghệ Việt vẫn rơi vào tình trạng chẳng ai biết đến. Đáng nói, vào một số khung giờ cao điểm, ứng dụng của một số hãng còn không vào được. Với ứng dụng của Thành Công Ca, hành khách còn thường xuyên nhận được các thông báo không có xe, không tìm thấy taxi theo yêu cầu của bạn. Trong các đơn vị Việt được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận cho triển khai xe công nghệ, mới có 4 ứng dụng gồm MyLinkCar, HomeCar, ThanhCongCar, VCar là kết nối được. Hiệp hội Vận tải Hà Nội cho rằng với xe công nghệ Việt, giá cước ngang bằng giá taxi truyền thống và đắt hơn xe công nghệ nước ngoài là không thể chấp nhận được. Đây là sự lạc hậu. Một trong những nguyên nhân khiến cho việc đào tạo sát hạch lái xe ô tô cho người khuyết tật diễn ra rất chậm chạp trong thời gian vừa qua là do không có phương tiện đào tạo và việc hoán cải xe để đào tạo người khuyết tật vẫn chưa được quy định cụ thể. Sau đó, việc đào tạo này mới chỉ dừng lại ở một số nơi. Mới đây, thì một bộ thiết bị hỗ trợ người khuyết tật lái xe đã được chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam. Điều đặc biệt là với bộ thiết bị này, mọi đối tượng người khuyết tật đều có thể theo học. Anh Nguyễn Thế Cương bị mất bàn tay trái, chân phải yếu. Và với tình trạng khuyết tật này, việc học lái xe của anh vô cùng khó khăn. Nhưng với hệ thống thiết bị hỗ trợ người khuyết tật lắp vào ô tô, việc học lái xe của anh Nguyễn Thế Cương và nhiều người với nhiều dạng khuyết tật khác nhau trở nên dễ dàng và an toàn hơn. Thiết bị hoán cải này là nó thuận lợi cho mình này. Một cái tay trái của mình mất một cái bàn tay. Bây giờ có cái thiết bị đấy là mình giữ ở cái đấy không có bàn tay, mình có cái núm đấy là mình giữ nó chắc chắn và an toàn hơn so với những cái xe bình thường. Không chỉ thế, chân phải của anh Cương yếu, tức việc ga và phanh bằng chân phải của anh sẽ vô cùng khó khăn và nguy hiểm khi gặp tình huống khẩn cấp. Để khắc phục, toàn bộ phần điều khiển bằng chân được chuyển sang dạng tay cầm. Được sự giới thiệu từ Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc, ông Gou, giám đốc một công ty chuyên sản xuất thiết bị hỗ trợ người khuyết tật, đã sang tận trung tâm sát hạch Đông Đô để hỗ trợ lắp đặt trên hai xe. Ngoài xe mà anh Cương vừa sử dụng, còn xe nữa giúp người mất cả hai chân cũng có thể học lái xe. Cái này thì nó cũng đơn giản thôi. Nếu mà bình thường thì mình cái thiết bị này mà khi mình muốn chuyển ấy, thì chỉ thao tác trong vòng khoảng 30 phút là nó sẽ xong. Thiết bị này ở đây là do chuyển giao công nghệ của Hàn Quốc. Họ đã sử dụng trong nhiều năm và có một cái trải nghiệm một cách thực tiễn nhất. Thì tôi đánh giá rằng rất tối ưu. Thì thời gian lắp đặt và tháo ra lắp vào cũng không quá phức tạp, chỉ cần ra một xưởng sửa chữa ô tô là có thể nhờ họ tháo lắp ra được dễ dàng, không ảnh hưởng đến các kết cấu ở bên trong và chủ yếu là kết nối bên ngoài thôi, giữa phanh và ga. Một trong những băn khoăn lớn nhất của các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe là chi phí đầu tư khi hoán cải xe sát hạch sẽ cao, bởi sẽ phải hoán cải nhiều xe nhằm phục vụ nhiều dạng khuyết tật khác nhau của người học, hoặc sẽ hạn chế đối tượng người khuyết tật được đào tạo do hạn chế xe được hoán cải. Song với bộ thiết bị hỗ trợ này, không chỉ người khuyết tật mà người thường cũng có thể sử dụng thuận tiện. Thì nên lắp đầy đủ những bộ phận cho các cái đa dạng khuyết tật đó. Vì cái việc mà các thiết bị này trên xe, để nguyên trên xe cũng không ảnh hưởng gì so với người bình thường khi mà sử dụng. Vấn đề thứ hai là đối với những người mà khuyết tật ấy, thì căn cứ vào cái đa dạng cái dạng mà khuyết tật thì chúng ta có thể là để trên xe đó và đi chung. Mức phí cả bộ thiết bị hỗ trợ người khuyết tật đầy đủ có thể lắp trên nhiều xe chỉ 1.000 đô la Mỹ, chưa tính chi phí vận chuyển và thuế. Điều đó cũng có nghĩa các trung tâm sát hạch sẽ chút bỏ mối lo lắng về việc hoán cải xe cho người khuyết tật lâu nay.
Bản tin giao thông an toàn ngày 2 tháng 10 của VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.